Tao nói lần này là lần cuối nha. Tao ở nhà suốt ngày tụi bay rủ tao đi chơi tao không đi á, không phải là tại vì tao ghét tụi bay hay là tao hướng nội, mà tại vì đơn giản là hết tiền rồi, không có tiền. Trời ơi, bởi vậy nói ít hiểu nhiều, sau này tụi bay rủ tao đi chơi tao không đi á thì cũng an tâm nghe, tụi mình vẫn mãi là bạn tốt của nhau, mãi yêu.